Người trai thì rất luôn có đâu, cái nào cũng còn hết trơn hết nha. Rồi Việt Phúc nào lấy lon nha anh nha, lấy chai hả này nè Việt Phúc nè, cầm lên đây là anh lấy cái này luôn, lấy luôn đi Bi, anh lấy Việt Phúc chứ đi, Việt Phúc chứ đào, rồi Việt Phúc chứ đào cho anh trai luôn này nha, Việt Phúc chứ đào luôn. Rồi tặng một lon xăng cho anh trai luôn, thu 40. Rồi, mời con 20 nha. Vô xem kênh Thiên Ân Vlog đi quý anh chị ơi. Thông cảm cho Thiên Ân Vlog nha quý vị, có cái nhạc rồi vẫn bị bản quyền nha quý vị, anh chị cô bác thông cảm cho Thiên Ân nha, Thiên Ân cất tiếng chút xíu.